giữ mãi tuổi thanh xuân là mong ước của tất cả phụ nữ. Vì thế, đài Nasty Girl ra đời để phục vụ mong ước ấy. Lấy bí quyết trẻ hóa của phụ nữ Nhật Bản, thành phần chính của đài Nasty Girl là kem tinh chất cùng tinh chất vàng và nhị hoa nghệ Tây có công dụng làm trắng da và ngăn gốc tự do, đóng vai trò quan trọng trong việc chống lão hóa. Cùng với đó là mặt nạ vàng lá hoàng gia Nhật Bản chứa tinh chất vàng tinh khiết 99%, tăng cường bảo vệ da trước tia UV và kích hoạt khả năng làm trắng từ sâu bên trong. Khi thoa kem tinh chất lên lớp mặt nạ vàng, tinh chất trong rim cùng tinh chất vàng sẽ sản sinh ra các enzyme nuôi dưỡng làn da. Thúy vừa trải qua liệu trình đắp mặt nạ vàng hoàng gia Nhật Bản với tinh chất hoa nghệ Tây và trực tiếp đưa những dưỡng chất vào làn da của mình, thì thấy làn da mình thật là căng bóng và mịn màng và chống lão hóa da nữa. Với liệu trình này thì cảm thấy rất là sảng khoái sau những ngày làm việc mệt mỏi, và chúc bạn cũng tìm được liệu trình phù hợp với mình nhé.